tự động hóa hoạt động sales, marketing, chăm sóc khách hàng trên Facebook, Zalo, Instagram với bộ giải pháp phần mềm All-in-One. Truy cập ngay atpsoftware.vn. atpsoftware.vn, sự lựa chọn thông minh cho sự phát triển doanh nghiệp của bạn. Shark Tank Việt Nam, thương vụ bạc tỷ mùa thứ hai. Dưới 30 tuổi là thời điểm các bạn trẻ nên học hỏi, không nhất thiết phải khởi nghiệp. Chia sẻ từ Shark Thái Vân Linh. Quan điểm của Shark Thái Vân Linh về độ tuổi khởi nghiệp cũng có nhiều nét tương đồng với quan điểm của ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO của Thế giới Di động. Không chỉ là bóng hồng hiếm hoi xuất hiện một cách đầy quyền lực bên cạnh các Shark Nam trong chương trình Shark Tank Việt Nam, thương vụ bạc tỷ, Shark Thái Vân Linh, Giám đốc Chiến lược và Vận hành Quỹ Đầu tư Vina Capital, còn trở thành nhân vật truyền cảm hứng của nhiều bạn trẻ vì những chia sẻ hết sức gần gũi và thực tế. Thời gian gần đây, khi làn sóng khởi nghiệp trẻ tại Việt Nam ngày càng được dâng cao, được nhiều doanh nhân khuyến khích, ủng hộ, thì cá mập Linh lại có quan điểm khá khác biệt. Nhiều bạn trẻ nghĩ, tôi trẻ, tôi nên khởi nghiệp. Nhưng với vấn đề này thì điều chính là vì họ trẻ, tình hình tài chính của họ không đủ để nuôi cả một công ty. Shark Linh khẳng định trong chương trình Cà phê khởi nghiệp phát sóng cách đây không lâu. Cụ thể hơn, theo những nghiên cứu mà Shark Linh đã từng đọc, các công ty có khả năng thành công thường là do những nhà sáng lập từ khoảng độ tuổi 35 trở đi. Vì vậy, dưới 30 tuổi là thời điểm mà các bạn trẻ nên tập trung học hỏi. Việc học không nhất thiết là phải khởi nghiệp, mất hết tiền rồi mới rút ra được bài học. Các bạn có thể vừa đi làm cho các tổ chức, các công ty khởi nghiệp khác, trong lúc đó các bạn vừa học, vừa được người ta trả tiền chứ không mất tiền để học các bài học đó. Nếu các bạn cảm giác chưa khởi nghiệp hoặc đã khởi nghiệp nhưng hết vốn, cần gọi vốn để tiếp tục thì có thể dừng lại một chỗ, đi làm cho công ty khác vài năm, học được càng nhiều càng tốt. Hãy giữ lại số tiền kiếm được để vài năm sau khi có nền tảng rồi sẽ đầu tư vào công ty của riêng mình. Shark Linh đưa ra lời khuyên với các nhà khởi nghiệp trẻ. Quan điểm về khởi nghiệp của Shark Thái Vân Linh cũng có khá nhiều nét tương đồng với quan điểm của ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thế giới Di động, người cũng bắt đầu khởi nghiệp từ tuổi 35. Tôi cho rằng 35 tuổi là con số đẹp, khởi nghiệp nên ở độ tuổi đừng quá trẻ, cũng đừng quá già. Quá trẻ, thất bại thì nản chí. Còn khi quá già thì rủi ro lớn lắm, không có cơ hội làm lại đâu. Cũng theo ông Tài, nếu khởi nghiệp lúc trẻ thì người sáng lập nên tìm thêm cộng sự để bù lấp phần mà bản thân còn thiếu hụt, vì những người trẻ hăng hái nhưng rất dễ bộc phát và chủ quan. Vị Chủ tịch Thế giới Di động này kết luận, đôi khi chủ quan không tốt cho chuyện khởi nghiệp. Từ Hồng Lam theo Trí thức trẻ, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía dưới và subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.